Hello các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review cho bạn một cái khối Rubik nó rất là thú vị. Đây là khối Esma Cube. Đây, tên của nó đây, Esma Cube. Thì nó cũng không hẳn là một khối Rubik, mà nó đúng hơn là nó là một cái con robot. Đấy. Thì mình sẽ cùng nhau mở hộp và trải nghiệm sơ vài tính năng của nó nhé. Trong sẽ còn có cả cái cáp sạc với giấy hướng dẫn sử dụng. Đây, cáp sạc thì nó dùng cáp micro USB bình thường thôi, cũng không cần phải xem nha. Rồi, cái này là giấy hướng dẫn sử dụng, cái này rất là quan trọng nha, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều chức năng luôn nha các bạn. Và cái khối Smart Keep này nó không có kết nối với điện thoại như các bạn. Nó kiểu như là nó có thể, nó vẫn kết nối được với điện thoại, nhưng mà kiểu như là cái điện thoại nó không có nhiều chức năng ấy. Với lại mình kiểu như là mình không có xem được trực tiếp cái khối Rubik ở trên cái điện thoại của mình, mà nó, mình chỉ dùng điện thoại để mà điều khiển cái con này mà thôi, và mở một số chức năng như thế này thôi. Đấy, cho nên là cái này các bạn có thể sử dụng mà không cần tới điện thoại cũng được luôn. Điện thoại chỉ là một cái công cụ hỗ trợ cho nó thôi. Có rất là nhiều thứ ở đây. Rồi, mình sẽ mở nguồn nó lên thử nha. Thì đây, cái khối này nó không hẳn là một cái khối Rubik bình thường, mà mỗi mặt nó sẽ có một cái mặt size như thế này. Đấy, mình sẽ tìm cái mặt có nút nguồn của nó đây. Đây, có nút nguồn ở đây. Khi mình ấn vào nó sẽ sáng lên. Còn đây là cái cổng sạc của nó nè. Đây, chỗ này là cái cổng sạc micro USB này. Đấy, rồi mình sẽ mở nguồn lên để bạn xem nhé. Ấn giữ khoảng 4 giây. Lên rồi. Mới lúc chúng ta mở lên thì nó sẽ sáng cái đèn màu hồng và cái đèn màu vàng. Thì trong cái hướng dẫn sử dụng là như thế này, là mới mở lên thì mình phải chọn chế độ của trước đã. Thì ở đây nó có một cái bảng danh sách rất là nhiều chế độ luôn. Các bạn thấy là 00, 01, 02 hoặc là 10, rồi 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9 luôn. Và ở trên này nó hướng dẫn chúng ta cách nhìn làm sao cho ra số này. Thì mình sẽ mở cái chế độ cơ bản trước đi, là chế độ 00 nha. Thì để mà chọn số thì chúng ta sẽ xoay cái mặt màu tím. Khi chúng ta xoay, nó sẽ tăng số là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 0 này. Giờ mình sẽ chọn chế độ 00 thì có nghĩa là mình sẽ để cái mặt vàng này không, rồi mình sẽ xoay mặt vàng là để xác nhận là mình đã chọn xong mặt này rồi. Tiếp theo là nó sẽ sáng cái mặt xanh lá lên, thì mình phải chọn cái mặt xanh lá. Đây, mình chọn 00 rồi mình sẽ xoay mặt xanh lá để xác nhận là mình đã chọn xong mặt xanh lá. Đây, rồi xong. Thì sau khi mình chọn xong hết tất cả rồi thì nó sẽ sáng hết lên tất cả các mặt luôn nè. Thì cái con này nó thay cái màu cam bằng màu tím nha các bạn. Đấy, nó thay màu cam bằng màu hồng, màu tím, màu hồng gì đấy. Rồi mình sẽ xoay nè, các bạn xem nè. Bây giờ mình có thể xoay giống như một con Rubik bình thường mà thôi. Đấy, mình vừa làm cái button checkerboard này. Đấy, và mình có thể xoay trộn lên rồi mình giảm cách bình thường như một khối Rubik 3x3 thôi.
có điều nó khó nhìn màu kinh khủng luôn các bạn. Rất là khó nhìn luôn, bởi vì nó là cái đèn á, với lại mình xoay mình cũng không có, sao ta, kiểu là mình không có có quen ấy. Rồi mình vừa mới làm cái cross xong này. FHL mình như cái này là đây, được một cái FHL này. Cái này thì đó là cái này khó nhìn kinh khủng. Rồi một cái FHL nữa này. Nhiều khi mình cứ bị nhầm cái đèn chỗ này nè. Các bạn thấy không, nó màu xanh lá cây đúng không? Nhưng thật ra nó là màu vàng chứ không phải là xanh lá cây. Nó màu xanh lá cây là bởi vì chiếc center của nó, cho nên là mình cứ dễ bị lộn với các bạn. Mình hơi bị khó chịu bởi cái điểm này trên cái con này. Cái cạnh xanh lá đỏ đâu nhờ, mình tìm hoài không ra. À đúng rồi, nó nằm ngay đây luôn. Khó nhìn ghê á. Rồi xong được cái FHL rồi. Khó xoay lắm các bạn. Mình không có làm cái kiểu đẩy mờ được, mới bị xoay lung tung luôn rồi. Thôi bây giờ mình demo như đó thôi, mình để mình xoay, mình chuyển sang chế độ khác thử xem nha. Rồi mình sẽ thử chế độ nó có chế độ đây, Master Sawing nè, 3.0 nè, là nó sẽ scramble cho mình để mình giải luôn nha. Mình sẽ thử chế độ đó nha. Ngoài ra nó còn cũng có nhiều chế độ lắm, ví dụ như là học công thức nè, 10 nè, 1112 gì đấy, có rất là nhiều thứ để mình khám phá luôn ấy. Chế độ nó là 3 1 2 3 3 0. Rồi đó, nó đang tự scramble nữa các bạn. Rồi xong, giờ mình sẽ giải. Khi mình giải nó sẽ tính thời gian cho mình luôn nha các bạn. Xanh biển. Xanh lá đỏ nó ẩm ở đâu nha. Nhìn màu muốn chậm cạp thật sự. Ôi cái này là cơ bản. Nhầm. Thiệt á, làm công thức như thế này khó ghê á. Chết, mình xoay nhầm công thức rồi. Sao vậy ta? Thôi được rồi. Chữ U
Rồi, giải được rồi. Nó sẽ hiển thị kết quả cho mình luôn nè các bạn. Ở đây là có hướng dẫn cách đọc kết quả nè, đọc từ mặt vàng, trắng là phút nè, đỏ và xanh lá là giây nè. Ở đây là mình là 0, 02 là 2 phút, 2 phút 2 phút 2 giây, 2 phút 02 2 giây thôi là giải cái này hết 2 phút. Cũng nhanh hơn rồi đấy. Mấy bữa trước mình có dùng thử, mình giải cực kỳ lâu luôn, không thể giải nhanh được như thế này đâu, chắc hơn thôi. Rồi nó sẽ có chức năng khác nữa, ví dụ ở đây mình sẽ thử chức năng đó là 2 x 2 đi, nó là biến thành một khối 2 x 2 nha, là chức năng 73. Ok, để thử 73 nha. 6, 7, 1, 2, 3. Rồi, bây giờ nó sẽ là một khối 2 x 2. Là nó chỉ sáng mỗi cái đèn ở góc không thôi nha các bạn. Chơi thế này nó mắc cười thế nào á. Khi mà chúng ta đẩy á, các bạn để ý không, khi mà mình đẩy tới chính giữa này, đấy là cái con robot nó tự động nó đẩy cho chúng ta hết luôn, giống y như là có 500 gì đó. Chúng ta chỉ cần đẩy tới chính giữa thôi, qua cái mức chính giữa một tí thôi là robot nó tự đẩy về cho chúng ta luôn, y như có 500 luôn. Có rất là nhiều chức năng để mình thử luôn ấy. Ngoài ra nếu như mình không muốn thì mình có thể điều khiển nó bằng điện thoại cũng được, các bạn không cần phải. Đây, cái app của nó là Smart Keep đây, bạn có thể điều khiển nó bằng điện thoại. Rồi, kết nối với điện thoại này, sau đó trong này nó sẽ có sẵn những cái chức năng luôn, mình chọn trên này luôn cũng được. Nó có một số chức năng khá là vui, ví dụ như là Intelligent Die, có nghĩa là biến nó thành một khối xúc xắc. Mình sẽ thử nha. Bây giờ mình sẽ cầm điện thoại và mình lắc lên. Đấy, thì nó ra này là số 6 này. Đấy, mình sẽ thử lại nè. Instant Die, vừa lắc cái điện thoại cho mày, nó ra số 2. 500, mình cầm cái con này mình lắc nhờ, mình phải lắc bằng cái điện thoại. Lại là số 2. Số 5, cái này là số 5 nè. Mỗi lần là random hết nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử một số chế độ khác. Ở đây có cái Jingle Bell Mode. Mình sẽ thử xem cái Jingle Bell Mode này là gì nha. Nó đang hát những Jingle Bell nè mấy bạn. Nó sẽ tự tạo ra một cái scramble ngẫu nhiên cho mấy bạn, sau đó là nó sẽ giải lại theo cái nhạc Jingle Bell. Hình như là mỗi mặt có một cái âm thanh riêng. Mình xem lại lần nữa nè.
Ok, hình như là mỗi lần mà mình dùng cái này nó đều ra một cái sample khác nhau đó các bạn. Nên cái con này cũng hay, ngoài ra nó còn nhiều chức năng khác nữa mà mình chưa khám phá hết. Ví dụ như là sau khi mình giải xong nó sẽ chạy lại toàn bộ những bước mà mình đã giải cho mình xem, và rất là nhiều cái khác nữa nhưng mà mình không chưa tìm hiểu hết. Nói chung là cái con này á, là một cái con robot nó khá là hay dành cho những bạn nào thích chơi Rubik. Ngoài ra nó có những cái chế độ puzzle nữa và nhiều chế độ mà mình chưa khám phá hết. Wow, trong này có rất là nhiều thứ để chúng ta đọc luôn. Và bên nhà sản xuất bảo là cái con này phù hợp cho những bạn mới tập chơi luôn. Những bạn nào mới tập chơi Rubik cũng có thể dùng con này để học chơi luôn. Nhưng mà theo mình nghĩ thì nó không phù hợp lắm đâu, bởi vì cầm xoay rất là khó. Đấy, mỗi lần muốn tắt thì ấn giữ thôi là sẽ tắt nguồn. Bởi vì cái con Rubik bình thường này chúng ta cầm này, chúng ta xoay như thế này thì nó dễ hơn rất là nhiều. Chứ cái con này á, chúng ta xoay, chúng ta đâu có combo đâu, chúng ta xoay rồi chúng ta phải đẩy cái mặt khác lại, chúng ta mỗi lần xoay phải xoay từng mặt một, nó hơi bị khó chịu. Và cái cách cầm của nó cũng rất khó chịu, kiểu như nó dễ bị chạy mặt ấy, nên là mình cầm nó không có quen cho lắm. Nhưng mà được cái là nó rất là thú vị. Và một cái nhược điểm của nó nữa đó chính là nó rất là đắt nha mấy bạn. Cái giá mà mình nhập về khoảng 2 triệu mấy ấy, mà mình phải nhập trên Amazon về, chứ ở Việt Nam là không có bán. Và bạn nào muốn mua phải mua từ trên The Cubicle hoặc là trên Amazon. Mình cái con này là mình nhận order giúp một bạn mà thôi, bạn nó mua nên mình đặt về giùm. Đấy. Rồi, thì cái video mình chỉ review con này đến đây thôi. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn lại bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.